Cô chào tất cả các bạn học sinh lớp 3. Rất vui được gặp lại các con trong tiết toán ngày hôm nay. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Nội dung bài học hôm nay gồm có 1. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 2. Bài tập vận dụng. Chúng ta đi vào phần 1. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Cô có bài toán thứ nhất. Các con hãy đọc và trả lời cho cô câu hỏi bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Nè, các con đã đọc và trả lời được câu hỏi chưa nào? Bây giờ cô cùng các con đọc và trả lời câu hỏi lại nhé. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong? Bài toán cho biết 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Bài toán hỏi mỗi can có mấy lít mật ong? Bây giờ cô hướng dẫn các con tóm tắt bài toán này bằng hình vẽ nhé. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Đây là 7 can. Ở bài toán này có chữ chia đều. Chia đều có nghĩa là gì? Chia đều có nghĩa là số lít mật ong trong 7 can này là như nhau. Tổng số lít mật ong trong 7 can này là 35 lít. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi mỗi can có mấy lít mật ong. Muốn tìm số lít mật ong trong mỗi can, chúng ta làm phép tính gì? Phép tính chia. Bây giờ cô cùng các con giải bài toán này. Vì bài toán này là bài toán chia đều, 35 lít mật ong chia đều vào 7 can, cho nên cô lấy 35 chia cho 7 bằng 5 lít mật ong. 5 lít mật ong này ở mấy can các con? Đúng rồi, 5 lít mật ong này ở trong một can. Như vậy lời giải bài toán là số lít mật ong mỗi can là 35 chia 7 bằng 5 lít mật ong. Đáp số 5 lít mật ong. Đây là bài toán tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau. Cụ thể là tìm số lít mật ong trong một can. Chúng ta có 7 can. Chúng ta tìm một can được 5 lít mật ong. Đây là bài toán thuộc dạng rút về đơn vị. Để giúp các con hiểu hơn về bài toán này, cô cùng các con sang bài toán 2. Các con hãy đọc bài toán và cho cô biết bài toán 1 và bài toán 2 có điểm gì giống nhau và khác nhau. Ở bài toán 1 và bài toán 2 có điểm giống nhau là có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Và khác nhau là ở bài toán 1 hỏi mỗi can có mấy lít mật ong, ở bài toán 2 hỏi hai can có mấy lít mật ong. Trước khi giải bài toán này, cô cùng các con tóm tắt bài toán. Bài toán cho biết có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hay ta nói cách khác, 7 can có 35 lít mật ong. Bài toán hỏi 2 can có mấy lít mật ong? Để tìm 2 can có mấy lít mật ong, trước tiên chúng ta đi tìm 1 can có mấy lít mật ong. Bước đi tìm 1 can có mấy lít mật ong chúng ta đã thực hiện ở bài toán thứ nhất. Bây giờ cô sẽ ghi lại. Số lít mật ong mỗi can là 35 chia 7 bằng 5 lít mật ong. 5 lít mật ong này là ở trong một can. Bài toán đi tìm hai can, hỏi tìm hai can có bao nhiêu lít mật ong. Để tìm số lít mật ong trong hai can, ta lấy số lít mật ong trong mỗi can nhân với 2. Như vậy, lời giải bài toán số lít mật ong hai can là ta lấy 5 lít mật ong ở mỗi can
nhân với số can là nhân 2 bằng 10 lít mật ong. 10 lít mật ong này trong 2 can, đáp số 10 lít mật ong. Các con thân mến, vừa rồi cô hướng dẫn các con giải bài toán. Trong bài toán này có 2 bước. Bước 1 là tính giá trị một phần trong các phần bằng nhau. Bước này còn gọi là bước rút về đơn vị. Ở bước này chúng ta thực hiện phép tính chia. Ở bước 2 chúng ta tìm giá trị nhiều phần. Nhiều phần có nghĩa là 2 phần trở lên. Bước này chúng ta thực hiện phép tính nhân. Ví dụ bài toán hỏi 6 can có mấy lít mật ong, chúng ta làm như thế nào? Chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta lấy mỗi can có 5 lít mật ong. Chúng ta nhân với 6 bằng 30. Như vậy chúng ta tìm được 30 lít mật ong trong 6 can. Như vậy khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, các con thường tiến hành mấy bước? Khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, chúng ta thường tiến hành theo 2 bước. Bước 1, tìm giá trị một phần, thực hiện phép chia. Bước 2, tìm giá trị nhiều phần, thực hiện phép nhân. Để giúp các con hiểu hơn về bài toán liên quan đến rút về đơn vị, cô cùng các con sang một bài toán đố vui nhé. Có 30 bạn xếp đều vào 5 hàng, hỏi 4 hàng có mấy bạn? Các con hãy suy nghĩ. Và cô sẽ cho các con 4 đáp án. A. 6 bạn. B. 24 bạn. C. 12 bạn. D. 20 bạn. Các con hãy suy nghĩ trong thời gian 30 giây. Các con đã tìm được đáp án chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm đáp án nhé. Bài toán cho biết có 30 bạn xếp đều vào 5 hàng. Như vậy bây giờ muốn tìm 4 hàng, trước tiên các con hãy tìm mỗi hàng có bao nhiêu bạn. Muốn tìm mỗi hàng có bao nhiêu bạn, chúng ta làm bước đầu tiên lấy 30 chia 5 bằng 6 bạn. Như vậy các con tìm được một phần là một hàng có 6 bạn. Bước thứ hai các con tìm hỏi 4 hàng có mấy bạn. Chúng ta lấy 6 nhân 4 bằng 24. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án nào? À, đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Tất cả các con tự vỗ tay khen mình nhé. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta còn nhớ khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo 2 bước. Bước 1, tìm giá trị một phần, thực hiện phép chia. Bước 2, tìm giá trị nhiều phần, thực hiện phép nhân. Để giúp các con làm tốt bài toán này, chúng ta cùng sang phần bài tập. Các con hãy cùng nhau làm phiếu bài tập. Nếu các con có thắc mắc gì, các con hãy gửi câu hỏi về cho cô. Chào tạm biệt các con. Chúc các con học giỏi.